quý vị có người thân của mình là người cao niên những người yếu tay hoặc là yếu chân hoặc có thể là những người sau tai biến à, có thể khiếm khuyết cơ thể một phần quý vị cần tìm một cái dòng xe để có thể di chuyển và trên thị trường có rất nhiều các dòng xe là xe lăn tay xe lăn điện xe lắc và có một cái dòng nữa đó là dòng xe điện bốn bánh thì thưa quý vị trên màn hình của quý vị đó là dòng xe điện bốn bánh mang thương hiệu Kubota. À, Kubota là thương hiệu hàng đầu của nhật bản và đặc biệt là quý vị hình dung người Nhật Bản là người sống thọ nhất thế giới và họ có cái chính sách an sinh xã hội rất là cao và đặc biệt để giúp cho người già có thể di chuyển dễ dàng và an toàn thì chính phủ Nhật Bản có yêu cầu các cái hãng tập đoàn để sản xuất ra những cái dòng xe phù hợp và tiện dụng nhất cho người lớn tuổi thì chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị đó là dòng xe điện 4 bánh. Với dòng xe điện 4 bánh thì quý vị hình dung đi rất là an toàn và cái thứ hai cái sự cân bằng rất là cao và sẽ sử dụng hoàn toàn khác so với các cái dòng xe trên thị trường. Quý vị hình dung đây ạ. Khi mà di chuyển, chúng ta sẽ bật công tắc. À. Đó là lời chào khi mà quý vị ngồi lên xe và quý vị đi ban ngày nhưng mà quý vị đi ban đêm là sẽ có một cái lời chào tiếp theo. Khi quý vị đi ban đêm, quý vị hình dung đi ạ, đèn sinh nhan hai bên trái phải đều sáng và cái đèn nhấp nháy đó là ban ngày hay ban đêm cũng đều sáng à, khi mà quý vị đi thì quý vị rất là an tâm là hệ thống cảnh báo rất là cao khi mà quý vị sử dụng thì đều có gương và quý vị đụng vào đâu thì đều có cái, cái mà cái cảnh báo à, nên là quý vị ngồi rất là, là là an toàn và khi mà ngồi quý vị cũng hình dung đấy chúng ta có thể xoay yên để chúng ta ngồi à, chúng ta ngồi vào và chúng ta có thể xoay ngược lại cũng rất là dễ dàng thế ha đó, và khi mà di chuyển thì như thế nào để tôi uh... Gạt lại cái cần để giúp cho quý vị có thể hình dung à, Di chuyển dòng xe này Rồi khi mà di chuyển Quý vị hình dung đây chúng ta chỉ cần à, Đây là cái phím 1, 2, 3, 4, 5, 6 km trên giờ Và đây là nút tiến và đây là nút lui à, Rồi à, Tiếp theo là quý vị hình dung đây à, Khi mà di chuyển Thì quý vị chỉ cần bóp cần thôi ạ Rồi và sau đó thì Quý vị có thể có Đèn sinh nhan Sinh nhan bên trái sinh gian bên phải trời có còi và có cái tốc độ để quý vị có thể kiểm soát có thời gian à, một cái dòng xe rất là an toàn và rất là chuẩn chỉnh và chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị nếu mà quý vị đang phân vân hoặc có thể là tìm một cái dòng xe thì chúng tôi nghĩ rằng dòng xe nhật sẽ là dòng xe có thể là ưu việt nhất tới thời điểm hiện tại có thể giúp cho quý vị và người thân của chúng ta tự tin bước ra ngoài và tự tin có thể là thoải mái à, từng cái, cái mà cái hành trình của chúng ta và ông bà hoặc là cha mẹ của chúng ta cũng đã một đời vất vả rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng trao tặng một cái món quà cho người thân của chúng ta. Đó là dòng xe điện của Nhật và chúng tôi là đơn vị phân phối chính hãng với các dòng xe này hiện tại giá tại Nhật Bản đang bán là trên 300, uh, ngàn yên thì tương đương quy đổi ra Việt Nam khoảng hơn 60 triệu nhưng mà đối với chúng tôi chúng tôi đã nhập khẩu và chúng tôi uh, đấu giá lại những cái dòng xe này là dòng xe đã qua sử dụng và cái giá thành chỉ bằng một nửa hoặc có thể thấp hơn nữa. Và nếu mà quý vị uh, cần thì quý vị có thể là đặt ngay cái câu hỏi dưới video này hoặc quý vị có thể liên lạc cho chúng tôi à, số điện thoại ngay dưới phần à, video chúng tôi có để và chúng tôi sẽ hỗ trợ giao toàn quốc và bảo hành chính hãng cho quý vị à, một lần di chuyển của dòng xe này là từ 25 tới 35 cây số nên quý vị hoàn toàn yên tâm Đã, và thanh toán medical chúng tôi là đơn vị à, phân phối ngoài các dòng cuputa có những dòng xe điện quý vị nhìn thấy là của suzuki và các dòng xe lăn tay xe lăn điện và các sản phẩm hỗ trợ người lớn tuổi người già và chúng tôi rất là Hân hoan chào đón tất cả quý vị đặt những câu hỏi và có thể là tới tham quan showroom của chúng tôi để trải nghiệm những dòng xe và mang tới những cái mà cái tiện ích nhất cho cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị.